Chào mừng anh đã trở lại với cả Tà Bảo Comics. Vậy là bộ phim Black Panther Wakanda Forever đã chính thức công chiếu. Lúc tôi viết cái video này thì phim chưa ra đâu, nhưng mà dù sao thì cũng chào mừng Ironheart, Riri Williams có màn chào sân trên màn ảnh rộng. Với nhân vật được cho sẽ là tiếp nối di sản của Iron Man là ai? Ngày hôm nay hãy cùng tôi tìm hiểu nhé. Tôi hoàn toàn có thể trở thành Tony Stark, trừ cái kiểu râu quái gì ấy. Sau sự kiện Secret Wars, Marvel lên kế hoạch bắt đầu một kỷ nguyên mới với thời kỳ All New All Different Marvel. Hàng loạt các siêu anh hùng trẻ đã ra mắt nhằm tiếp nối di sản của những người đi trước. Marvel ra mắt hẳn một cái bộ truyện mang tên là Generations nhằm kết nối các thế hệ lại với nhau. Chẳng hạn như là The Strongest là giữa hai Hulk, Bruce Banner và Amadeus Cho, hay The Marvels với hai Miss Marvel là Carol Danvers và Kamala Khan. Và dĩ nhiên, The Irons, câu chuyện xoay quanh với hai con người quay trở mình bộ giáp để giữ gìn nền hòa bình, Tony Stark và Riri Williams. Riri Williams vốn được Tony Stark nhắc tới trong tiểu truyện Invincible Iron Man Volume 3, số thứ nhất, khi mà vị tỷ phú nhớ về một cô nhóc 15 tuổi đã đảo ngược được thiết kế của anh. Nhưng phải cho tới tập truyện số 7 thì cô mới chính thức ra mắt. Riri Williams được tạo ra bởi bộ đôi nhà văn Brian Michael Bendis và họa sĩ Mike Deodato. Tạo hình của cô được dựa trên nữ diễn viên trẻ tuổi Skye Jackson, và thậm chí sự ngưỡng mộ của Riri dành cho nữ phi hành gia Mae Jemison được truyền cảm hứng từ cô con gái của một người bạn của Bendis. Mọi điều không quá ngạc nhiên khi Bendis luôn tạo ra các nhân vật lấy cảm hứng từ những người thân xung quanh mình. Riri Williams, một thần đồng trẻ tuổi, lấy cảm hứng từ chính Tony Stark mà quyết tâm trở thành một siêu anh hùng. Trong khoảng thời gian đầu, cô tự mình tái tạo bộ giáp Iron Man, nhận được sự chỉ bảo của chính thần tượng và phát triển từng ngày. Riri vượt qua chính cái bóng của Tony và trở thành siêu anh hùng trẻ tuổi Ironheart. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cả phần nguồn gốc của cô. Riri Williams là con gái của Demetrius và Ronnie Williams. Cô ra đời sau khi cha cô mất, khi mà chuyển tới South Shore sinh sống. Mẹ cô bước thêm bước nữa. Khi Riri lên 5 tuổi, cả cha dượng và mẹ đều ngạc nhiên trước trí tuệ của cô, đến mức mà các nhà tâm lý học đều rất đỗi bất ngờ, báo hiệu cho sự ra đời của một thần đồng mới. Thường thì chẳng mấy ai ưa mấy đứa giỏi hơn mình, cho nên là Riri thì cũng chẳng kiếm được bạn bè, trừ một cô gái có tên là Natalie Washington. Cả hai chơi thân với nhau, nhưng rồi một thảm kịch đã xảy ra. Trong chuyến ra ngoại của hai gia đình, một tài xế đã xả súng và cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, trong số đó có cả dượng của Riri và Natalie. Lên 11 tuổi, trí tuệ thiên tài đã giúp cho Riri được đặc cách nhận học bổng tại đại học MIT. Nơi đây cũng đã thay đổi định mệnh của cuộc đời của cô gái bé nhỏ. Trong một lần tìm thấy bản nguyên mẫu của bộ giáp Iron Man Model 41 của Tony, Riri quyết định là sẽ tái tạo và đảo ngược công nghệ của nó. Cô ăn cắp nguyên vật liệu trong khuôn viên trường để thực hiện dự án này và cuối cùng nó đã thành công. Cô mặc bộ giáp và bay khắp Hoa Kỳ, thậm chí cô liều lĩnh khi mà dám ngăn chặn đám tù nhân vượt ngục. Cú va chạm giữa chiếc xe và bộ giáp đã khiến cho bộ giáp bị hư hỏng trầm trọng. Chính những điều này đã khiến cho Tony chú ý tới Riri, anh tới nhà cô và truyền cảm hứng cho thiên tài trẻ tuổi. Với sự hỗ trợ của Tony, Riri đã tái tạo lại bộ giáp của mình, nhưng đâu ai ngờ tới việc là Tony đã đưa Riri tham gia cuộc nội chiến siêu anh hùng Civil War 2 với Captain Marvel. Và bất ngờ hơn nữa, Carol đã tung một chưởng khiến cho Tony xem chút nữa là đi về chỗ ông bà già của mình. Tuy vô cùng sốc trước cảnh tượng này, nhưng mà Riri nhận được một AI dựa trên Tony Stark. Và với sự giúp đỡ của AI này thì cô đã thành công trong việc chế tạo ra bộ giáp mới, cũng là lần đầu mà cô lấy tên Ironheart. Kể từ đó thì cuộc sống của cô dần trở nên bận rộn hơn, chiến đấu chống lại các siêu tội phạm, rơi vào sự dòm ngó của rất nhiều cá nhân và tổ chức, cùng chiến tuyến với các siêu anh hùng. Nhóm đầu tiên và cũng là nhóm mà cô hoạt động xuyên suốt sự nghiệp chính là nhóm The Champions, tập hợp của các siêu anh hùng trẻ tuổi như là Miss Marvel Kamala Khan, The Wasp, Nadia Van Dyne, Bron Amadeus Cho, Nova Sam Alexander, Viv Vision và Spider-Man Miles Morales. Cùng với nhau, họ đã chiến đấu chống lại biết bao thế lực hùng mạnh, tham gia các trận đại chiến và sự kiện, và tất nhiên là cũng trải qua vô số các khó khăn. Chẳng hạn gần đây thì chúng ta có sự kiện Outlaw, có thể xem như là cuộc nội chiến siêu anh hùng thứ 3 với các cá nhân là các siêu anh hùng trẻ tuổi. Nhận ra rằng là việc các cá nhân trẻ tuổi được trao quyền năng khổng lồ và tự do làm siêu anh hùng là một mối đe dọa không thể xem thường, tổ chức Cradle được thiết lập để bắt giữ cũng như là ép buộc các siêu anh hùng trẻ tuổi phải công khai danh tính. Vì lo lắng cho sự an toàn của cha mẹ, Riri đã rất lưỡng lự khi mà không biết phải làm thế nào, nên chọn cách an toàn hay là cùng đồng đội chống lại các bất công. Cuối cùng, cô đã quyết định là cùng với nhóm Champions đối mặt với quyết tâm xóa tan đạo luật siêu anh hùng mới. Cũng trong khoảng thời gian này, Riri tạo ra bộ giáp Ironheart Model 3, đồng thời thiết kế một AI mới dựa trên người bạn đã khuất Natalie của cô. Trong khoảng thời gian gần đây thì Riri đối đầu với cả vấn đề cũ mà Tony từng phải đối mặt, đó chính là nhóm Ten Rings, những chiếc nhẫn của Mandarins. Trong quá trình tìm hiểu về những chiếc nhẫn, Riri gặp Shuri vừa được cô cùng với Wakanda hỗ trợ hết mình. Cho tới khi đối đầu với cả tổ chức Ten Rings, Riri không ngờ khi mà phát hiện ra thủ lĩnh của bọn họ, Dun, thực chất lại là người cha quá cố của cô. Tuy nhiên, không vì vậy mà Riri lại không dám đối đầu với cả chính cha của mình. Sau cuộc chiến này, Riri nhận được Circlet of Nas là vinh dự cao quý nhất tại vương quốc Wakanda. Cũng nhờ vậy mà Riri có mối quan hệ vô cùng tốt với Shuri và Wakanda, hai bên luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau.
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa được giải quyết xong. Riri bị ám ảnh bởi Ten Rings và tiếp tục theo dõi chúng trong nhiều năm. Sau khi phát hiện ra có một tổ chức buôn lậu vũ khí trong chợ đen có tên là Source Control đang bán Ten Rings, cô đã cải trang thành Cobalt Man và mua lại những chiếc nhẫn. Điều cô không ngờ đó là cả Tony và Rhodey cũng có kế hoạch tương tự và hai bên vô tình đối đầu nhau. Mặc dù ban đầu rất cứng đầu, cô liên miệng muốn giữ những chiếc nhẫn lại như vật sở hữu, nhưng sau khi bị Tony thuyết phục thì Riri đành bỏ lại Ten Rings. Theo tôi nghĩ thì cái phần này không phải là sức mạnh, mà là trí tuệ cũng như là các bộ giáp của Riri thì đúng hơn. Và những năm 2010 thì Marvel cũng đã xác định được những cái tên thông minh nhất trái đất, đa số đều là các nhân vật nam và có tuổi trong giới siêu anh hùng. Sau một khoảng thời gian thì họ quyết định là cho ra mắt các siêu thiên tài trẻ tuổi hơn nhiều, che ra thì mang phải bọc mới đúng chứ. Chúng ta có những Moon Girl Lunella Lafayette, được xem là người có trí tuệ cao nhất trái đất, Valeria Richards, con gái của bố siêu thiên tài Reed Richards, và chắc hẳn là cũng không thể bỏ qua được Riri Williams là chuyên nhân của Tony Stark, sở hữu trí tuệ kinh ngạc. Cô đã thông minh hơn cả cha mẹ mình từ khi mới 5 tuổi và đã nhập vào đại học MIT danh giá dù chỉ mới 11 tuổi. Cô tái tạo lại bộ giáp Iron Man và bắt đầu cải tiến nó với sự hướng dẫn của Tony Stark. Nhiều lần hỗ trợ các tỷ phú cho các phi vụ liên quan tới công nghệ. Từ đây cô đã thiết kế ra rất nhiều sản phẩm và đặc trưng nhất chính là các bộ giáp của cô. Ironheart Armor Model 1. Trong một lần cô vô tình nhận được bộ giáp Ironheart Armor Model 41 đã bị hư của Tony và đem nó về tái chế bằng các vật liệu đánh cắp trong trường. Sau khi chế tạo hoàn thành, cô đã đem đi thử nghiệm và nó hoàn toàn bay được, có thể là được một chiếc xe tải, nhưng đó là tất cả những gì bộ giáp có thể làm được. Riri ngăn chặn một chiếc xe tải chứa tù nhân vượt ngục, nhưng nó đã bị phá vỡ ngay khi hai bên va vào nhau. Biết tin, Tony đã tìm tới cô bé và phát hiện ra được một tài năng thực thụ. Anh đã tặng cho cô một AI sao chép y hệt mình. Cô tiếp tục chế ra bộ giáp, nâng cấp từ bộ đầu tiên và dùng nó để giúp Tony trong trận đại chiến Civil War 2. Mặc dù đã làm lại, nhưng bộ giáp này thì vẫn còn quá thô sơ và chưa có nhiều chức năng. Ironheart M Model 2. Riri tiếp tục làm cho mình bộ giáp tiếp theo, và đây là một phiên bản vô cùng tối tân so với cả bộ giáp trước kia. Nó gần như là một phiên bản y hệt so với các bộ giáp khác của Iron Man, nhưng có thêm một số chức năng riêng biệt của Riri như là nhật ký âm thanh tự động rời khỏi người sử dụng khi họ vẫn đang di chuyển và được điều khiển bởi một chiếc vòng tay. AI của bộ giáp là phiên bản sao chép hoàn toàn từ Tony Stark, và khi người sử dụng bất tỉnh thì AI tự động điều khiển bộ giáp. Riri đã dùng nó khi gia nhập nhóm siêu anh hùng trẻ tuổi Champions, và trong trận chiến với cả Warbringer thì bộ giáp đã bị phá hủy. Ironheart Armor Model 3. Sau khi bị phá hủy thì Riri tái tạo lại bộ giáp và ra mắt phiên bản 3.0 Ironheart. Bộ giáp này được lấy ý tưởng từ các bộ giáp của chủng tộc Chitauri khi mà Riri cùng nhóm Champions đối đầu với cả bọn chúng. Có thể thấy rằng là đặc điểm thay đổi nhất chính là ngoại hình của nó được làm gọn hơn so với các bộ trước. Thay đổi lớn tiếp theo chính là bộ giáp được hoạt động dưới hệ thống khí động học, khiến cho bộ giáp nhẹ hơn và di chuyển nhanh hơn nhiều lần. Riri thì cũng thay AI điều khiển bộ giáp này. Nếu như đã xem video về Shuri rồi thì chắc là sẽ biết tới phần này, cho nên anh em có thể lướt qua cũng được. Tôi nhắc lại bởi vì tôi thấy đây là một cái phát khá thú vị. Trước đây thì sau khi Avengers Endgame kết thúc, nhiều người đã ra giả thuyết Shuri sẽ trở thành Ironheart của MCU. Bản thân tôi thấy nó cũng khá hợp lý. Vì sao á? Thứ nhất, Shuri và Riri có khá nhiều điểm là giống nhau. Ngay cả trong cái tên của cả hai thì đã nói lên rồi. Cả hai đều là da màu, là nữ, là thần đồng khoa học. Và thậm chí là cả hai có mối liên kết khá thân mật khi là bạn thân của nhau và giúp đỡ nhau rất nhiều khi gặp khó khăn. Thứ hai đấy là sau Endgame, MCU muốn hướng tới thế hệ siêu anh hùng trẻ hơn, đó là Young Avengers. Thì thay vì tạo thêm một nhân vật nữa, tại sao họ không biến một nhân vật có sẵn trở thành siêu anh hùng? Đằng nào thì Shuri với Riri cũng giống nhau mà, phải không? Thực ra cả giả thuyết này thì cũng không hẳn là sai. Thậm chí Marvel có nghĩ ra trò đó trước cả dân mạng rồi. Vào năm 2018, trước khi Avengers Endgame ra mắt, Marvel tung ra sự kiện Infinity Wars với sự xuất hiện của Warp World, một thế giới nơi mà các nhân vật được hợp nhất vào nhau. Và chúng ta có Shuri là một nhân vật được hợp nhất từ Shuri và Riri. Thậm chí bí danh của cô còn là Panther Heart, kết hợp từ Black Panther và Iron Heart. Đấy, nếu cả Marvel còn nghĩ ra thì bảo sao dân mạng lại không nghĩ ra tương tự, cho nên giả thuyết này cũng khá là hợp lý. Khi viết phần này thì tôi cũng khá là phân vân, vì nếu nói là xứng đáng đọc hay là không thì quả thật là Riri không có quá nhiều đầu truyện thực sự đáng để đọc. Đầu truyện riêng thì đúng là không thiếu, chẳng hạn như là Invincible Iron Man 2017 hoặc là Ironheart 2019. Chúng ta có cả 2020 Ironheart và Generations Iron Man và Ironheart. Mặc dù mang thể hiện cũng tương đối ổn, nhưng tất cả đầu truyện thì cũng chỉ ở mức khá là cùng. Nếu như đọc để biết thì ok. Ngặt một nỗi là Riri không phải là siêu anh hùng quá nổi, nên đa phần nhân là xuất hiện đều nằm trong các đầu truyện của những nhân vật khác hoặc là ở sự kiện lớn. Chẳng hạn như là chúng ta có lần xuất hiện đầu tiên trong tập truyện Invincible Iron Man 2016, khá là ấn tượng. Là một thành viên của nhóm siêu anh hùng trẻ tuổi Champions thì Riri luôn xuất hiện trong các đầu truyện của nhóm, đảm bảo là chẳng sót một đầu nào. Còn sự kiện thì chắc là tôi cũng chẳng cần phải kể, vì sự kiện lớn nào mà chẳng có sự góp mặt của vô số nhân vật. Nếu kể đến lần ấn tượng nhất của Riri thì đó là khi mà cô tham gia sự kiện Outlaw gần đây. Trước khi kết thúc video thì tôi sẽ đề cập một chút tới vũ trụ điện ảnh Marvel.
Riri Williams vốn là một thần đồng, cô đã chế tạo ra thiết bị có thể truy quét kim loại vibranium, nhưng mà không ngờ thay là giáo viên của cô đã lấy thiết bị và bán nó lại cho chính phủ. Điều này dẫn tới các mâu thuẫn giữa các nước trên thế giới về Wakanda. Không những thế, còn vô tình lôi cả vương quốc đáy biển Talokan vào cuộc chiến bởi vì nơi này cũng có vibranium. Cô cùng với cả Shuri bị Talokan bắt nhốt xuống đáy biển. Tại đây, Riri suýt chút nữa đã bỏ mạng dưới tay của Namor nếu như Nakia không tới ứng cứu. Trong cuộc đại chiến giữa Wakanda và Talokan, Riri đã chế tạo ra bộ giáp Ironheart. Cuối phim thì cô trở lại Mỹ, nhưng mà như thế vẫn chưa phải sự kết thúc. Bởi vì sắp tới, cô có cho mình một series riêng cùng tên là những bước đầu tiên cho sự nghiệp siêu hùng của cô. Phản diện mà cô phải đối đầu trong Ironheart chính là The Hood, là một ông trùm thế giới tội phạm và có thể sử dụng ma thuật. Nhưng mà tôi sẽ không đề cập tới gã này, mà sẽ để dành cho video khác. Và video ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào chúng mình sẽ ra trong tương lai. Mãi cháy! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!